Em phải lấy cái rừng hoang tai chứ, không nó chả lấp đi hết à? Nhìn. Nhìn thấy không? Thank you.
mua đi bạn ơi. Mua bán nào ơi? À, mấy quả 2.000 thôi bạn. Lấy cho mấy quả. Mua non đấy nhỉ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự phát thanh của huyện Nhật Bình. Bao nhiêu tiền đây? 20.000 bạn ơi. Nhá. Cảm ơn nhé. Thank you.
em ơi, về lấy ngô ăn. Vâng. Để ra đây nhé. Ăn bắp đường. Ngon ngọt thật đấy.